đi. Và như vậy là chúng ta đã kết thúc hiệp một với tỷ số là 0-0. Và đội tuyển Việt Nam cũng đã tạo ra rất là nhiều những hấp dẫn trong trận đấu. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của khán giả khi ngồi ở đây nhé, với đội tuyển Việt Nam của mình không? Tiếc hai quả vừa rồi là thị trường pha vào gôn chị ạ, là hơi tiếc một chút, nhưng mà vẫn mong là các anh ở trong sân là cháy bỏng hết mình đêm nay tỏa sáng nhất Việt Nam chị ạ. Khi mà vừa qua hiệp một thì chị thấy là cầu thủ nào là cầu thủ tỏa sáng nhất trong trận đấu vừa rồi? Cầu thủ tỏa sáng nhất là em thấy anh gì vừa rồi số 12 chị ạ. Rất là thương khi anh đã bị ngã một pha rất là đau, nhưng mà anh vẫn rất hết mình trên sân chị ạ. Rồi, chị gửi một lời gì đến cho tất cả cầu thủ của chúng ta trong hiệp đấu thứ hai? Cầu mong là các anh hôm nay sẽ giành được giải vô địch và mang về một giải đặc biệt cho Việt Nam tỏa sáng trong đêm hôm nay ạ. Chị có mong muốn là ở hiệp 2 thì thầy Bắc sẽ thay cầu thủ nào vào để có thể triển khai cái lối chơi tốt hơn không? Đặc thời thì giữ nguyên các cầu thủ này, bởi vì thực tế là các bạn ấy mới là trận đầu tiên, hiệp đầu tiên thì có thể là đã chưa được luyện viên chút lắm, nhưng sau hiệp 2 sẽ có sự thay đổi và thầy Bắc cũng sẽ có cái chiến thuật nhẹ nhàng và phù hợp. Thực sự là đợt đang rất là cảm xúc. Nếu mà mọi người mà tập trung hơn, đội tuyển Việt Nam mà tập trung hơn một chút nữa thì cố gắng để hiệp 2 có thể giành được chiến thắng ít nhất là 1-0. Mà như vậy chúng ta sẽ cùng tiếp tục chờ đợi hiệp 2 xem các cầu thủ của chúng ta sẽ thi đấu như thế nào.